Hello, chào cả nhà. Bây giờ vừa cái nhà vừa rồi là nó bị vừa cháy à. Em chào chị, chào em Oanh Thọ, chào tất cả mọi người nha. Hello mình vừa mới đi kéo thùng rác ra ngoài cửa, tại vì ngày mai nó đổ rác. Mình nghe thấy có xe xe cứu xe cứu thương cứu hỏa nó ầm ĩ hết cả lên, mình bỏ lại ở đâu lại bắn nhau rồi. Mình mới kéo thùng rác ra ngoài thấy cả một cái góc cái nó đen xì cái chỗ này này. Nó cháy. Xong rồi mình vội vàng mình chạy vào trong nhà mình lấy cái điện thoại ra. Thì lúc đấy xe nó đến nó dập tắt rồi, nó cũng chưa đến mức độ nó cháy vào trong nhà. Tại vì không biết nào, ngày hôm nay rất là nóng các bạn. Xong rồi không biết ai hút thuốc lá đó, xong mới vất ra đằng sau nhà. Vất ra đằng sau nhà cho nó mới mới cháy cái hàng rào. Nó mới cháy cái hàng rào, thế là mấy bà già đấy thì cái nhà đấy tội nghiệp lắm, cái nhà đấy có mỗi một bà già ở thôi. Thế xong rồi mình cảnh sát họ tới họ lấy tên tuổi này kia các thứ, xong rồi họ đi họ hỏi hết những cái hàng xóm xung quanh đó xem chuyện gì xảy ra. Thế xong rồi mình mới ngồi mình nói chuyện với bà ấy. Thì hỏi là thế bà ở đây có một mình thôi à? Bà bảo ừ, tôi ở đây mới được 2 năm mà bà già lắm rồi, ông 70 80 tuổi rồi. Thế xong rồi mình mới bảo thế con cái bà đâu, không ở ấm bà có con cái không? Xong bà ấy bảo chứ rồi ôi bà ấy nghẹn ngào, bà ấy nói bà ấy bảo chứ con tôi không có đứa nào nó đến nó thăm tôi hết, không bao giờ. Tôi có một đứa con nó chết rồi, còn mấy đứa kia nó không đến thăm nom gì cả. Trời ơi mình nghe thấy mình quặn hết cả ruột lên. Nhưng mà cũng may mắn á, nó kỳ may mắn tại vì bà ấy, xung quanh cái khu ngay cái đầu nhà đường nhà mình ấy, người ta toàn một nhóm người ấy, giống như cái cộng đồng, giống như cái có mấy bà 5 6 bà đấy, bà ấy cùng một cái đất nước đó. Cái nước gì ấy, nó giống như là Ý hay là gần gần cái mạn đấy đấy. Thế xong rồi mấy người quanh quẩn bên bà ấy thì cũng đỡ, tại người ta sống hay lắm. Mấy cái khu này ngày xưa đó nó mới 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 xây nên cái khu này thì toàn cái người đó thôi. Thế xong rồi dần dần người ta bán nhà đi, xong người ta đi chỗ khác, thì bây giờ vẫn còn lại mấy người già đó, họ cứ quanh quẩn họ chơi với nhau đấy. Mà lúc nào sáng nào mình lên xà đi ra ngoài cũng nhìn thấy mấy bà tụ tập ngồi ở đầu đường ấy, giống như là security, giống như mấy người bảo vệ. Cái gì bà không biết. Mấy bà này ai đi ra đi vào cái khu phố nhà mình á, cái phố nhà mình á là các bà đều biết hết, nhà nào như thế nào, nhà nào xe nào thì hay tới xe nào, các bà biết hết, rất là hay. Nhưng mà mình nghe thấy bà có mấy bà nhá chỉ sống một mình thôi. Có cái bà đang bán nhà mà bán mãi chưa được, cũng sống một mình. Mấy bà toàn sống một mình thôi, tại già rồi con cháu nó đi hết rồi. Nhưng mà người ta được cái hay là người ta sống cùng một cái mấy người ấy, người ta nói cái tiếng của người ta đó, người ta sống quanh quẩn bên với nhau hàng xóm, nhưng mà họ là cùng một cái quốc gia với nhau á, cho nên là mình thấy mình cũng thấy hay. Người ta sống sau cái cộng đồng của người ta quấn túm với nhau, rồi người ta chơi với nhau ở cả gần nhau, rồi bạn bè cứ đi ra đi vào á. Thì bà ấy nói là bà đang mấy bà đang ngồi chơi, thế là thấy một cái thằng bé nó chạy ra, nó nói cái gì bà ấy không hiểu, mới đầu bà ấy không hiểu. Xong rồi bà ấy ngửi thấy cái mùi gì thì nó sợ, nó hoảng hốt nó chạy ra. Thì về sau bà đó bà ấy bảo có phải cháy không,
Nó bảo đúng rồi. Thế là mấy bà sợ. Xong mình ra mình hỏi thăm mấy bà ấy bảo chứ tim tao hả còn đang đập đây này, đập mạnh đây này, sợ, tao sợ quá. Mà đúng thật cũng may là nó xảy ra vào ban ngày, chứ ban đêm thì bà đang ngủ thì không biết là như thế nào. Đó, hàng gần chục cái xe cứu thương cứu lúc đó đó, đã bao nhiêu cái rồi, mấy cái xe police cảnh sát tới, rồi hai cái xe cứu hỏa, một cái xe cứu thương, rồi mấy cái xe police cơ, đến đông lắm. Xong rồi họ đi, họ hỏi, họ lấy giấy tờ này kia các thứ. Mình cứ đứng ngắm police nhìn thấy mấy người police, mình thích mấy cái người mặc mặc đồng phục á, mặc quần áo police hay là mấy cái người đấy nhìn họ oai lắm. Mình cứ đứng mình ngắm police đó. Ông police ông này tưởng mình mê ông cứ nhìn mình đó. Buồn cười quá. À đấy, các bạn thấy không, nhìn thấy cái cộng đồng của người ta mà mình thấy thèm. Mấy ông bà già ấy, ở gần với nhau, họ sống ở đây mấy chục năm rồi, lâu lắm rồi. Mình nói chuyện với bà, mấy bà ấy bảo tao đến đây tao ở từ cái lúc mà chỗ này nó chưa có ai cả. Tao là người đầu tiên tao tới đây ở đấy. Một dãy nhà xây lên toàn những cái người đó thôi. Người giống như là về cái màn giống như là nói tiếng gì, gần gần cái phía Đức hay là Ý hay là Liên Xô hay là cái gì ấy, mấy cái người đó đó mình chẳng biết là người gì nữa, nhưng mà nó nói tiếng mấy người người ta nói tiếng của người ta với nhau ấy cũng hay lắm. Là mình thấy mấy người đấy mà mình cảm giác họ rất là hay nhá. Thế xong rồi cái người police người ta nói là bây giờ nói mấy cái bà mà có cái nhà cháy đấy, bảo là bây giờ chúng tôi cắt hết điện mấy ga mấy các thứ trong nhà bà rồi, bà không thể ở đây một mình đêm nay được. Thì mấy cái bà đó bà bảo không sao, chúng tôi sẽ chăm sóc cho bà ấy. Tôi tối nay nếu mà bà ấy muốn thì bà ấy tới nhà tôi bà ở, tại vì cái bà kia cũng sống một mình. Thế bà mấy người ta bảo chúng tôi sẽ lo lắng cho bà ấy. Nhưng mà cuối cùng không biết bà ấy không có vào nhà hàng xóm ở, như bà ấy đi sang nhà người bạn nào ấy tới đón bà ấy đi đó. Thấy bà ấy tội thì thôi ấy, mình hỏi bà ấy một câu mà bà ấy, mình muốn ứa nước mắt à. Con tôi không đứa nào đến thăm tôi, tôi có một đứa con nó chết rồi. Rồi nghe thế mà là xót hết cả ruột cả gan rồi, khổ thật. Đấy, già cả ở cái đất nước này nó như thế đấy các bạn. Hôm nay nóng lắm, nóng mà trời nó khô cho nên là dễ cháy lắm. Có lửa một cái cháy ngay. Ở đây nó không như Việt Nam thì cái trời nó ẩm ẩm á, nó nóng nhưng mà nó còn ẩm. Ở đây ấy, nó nắng nó khô. Nó khô là nhiều người bị bệnh ung thư da này, rồi dễ bị cháy này, rất là dễ. Nên là mình cũng sợ mấy bà già đấy cứ rồi tao sợ quá, tim tao nó đập mạnh lắm rồi. Đấy, mấy nghe thấy cái câu chuyện của mấy bà mà mình cảm thấy mình bị xót xa. Nhưng mà at least, nhưng mà cũng may mắn cho bà là tại vì bà ở gần cái cộng đồng của bà có cái người bạn này người bạn kia đi ra đi vào. Đi xa hay thấy mấy bà ngồi chơi ở ngoài đường lắm, ngoài cửa mấy bà cứ ngồi nói chuyện với nhau, người này sang người kia nhảy sang người này, chứ đâu có ai sống như là mấy cái người cái cộng đồng Việt Nam rồi. Mẹ suốt ngày chỉ no đi biểu tình, chả được cái tích sự mẹ gì. Nhưng người ta thì hợp nhau vào mà
chơi những trò chơi lành mạnh hay là cái gì, toàn xui con nhà ta đi biểu tình. Thấy ớn. Bây giờ mình đi bơi. Hôm nay trời nóng quá, hôm qua tập rồi mệt, xong rồi nghĩ là thôi hôm nay đi bơi cho nó mát. Giờ đi bơi. Ok, vậy thôi, nói chuyện với các bạn buồn một tí. Tại vì Việt Cộng nằm vùng mà, nên có cái chuyện gì là phải báo cáo ngay với lại Trung ương. Việt Cộng dư luận viên là phải báo cáo ngay với Trung ương để cho Trung ương thu thập tài liệu. Trời, mà không biết ai trả lương cho dư luận viên này nhở, cái cộng Việt Cộng nằm vùng đấy nhở. Cười đau bụng mấy cái bọn dở ơi. Suốt ngày cứ ai nên nói chúng nó là, chúng nó bảo là dư luận viên với lại cộng Việt Cộng nằm vùng. Hôm nay xăng ở đây là báo cáo với các đồng chí và Trung ương là xăng hôm nay 1 đồng 50 sen, 40 mấy sen, nhưng mà được giảm mấy sen nữa thì nó là cho nó 1 đồng 50 đi. 1 đồng 50 sen. Không biết có. Từ từ cho tao vào đã. Từ đâu? Để tớ phạt cái xe đó. Kể chuyện vui. Có mấy bà không biết tiếng Anh, xong bắt đầu mới kêu ông thầy ông ấy dạy nái. Thì parking á, thì mấy bà mới nói không có được sõi tiếng Anh. Thế là bà mới bảo ông thầy dạy lái xe là: "Anh ơi, anh dạy em fuck một lần nữa đi anh." Ông thầy cũng bảo: "Tôi làm sao tôi dạy được cô fuck một lần nữa." anh dạy em fuck một lần nữa đi anh. Là parking, anh dạy em park một lần nữa đi. Nhưng mà chị nói không sõi tiếng Anh, chị nói thành anh dạy em fuck một lần nữa đi. Ok, vậy đi nha tất cả các bạn. Cái gì? Vào Facebook thằng Hùng Lân với nắm ba que chửi nhau. Ok nhá, Lisa tới nơi rồi, giờ đi bơi. Bye bye.